Nếu nói đến các diễn viên có tác phẩm chưa phát sóng đã gây sốt trên mạng xã hội, thì không thể không nhắc đến Bành Quán Anh, Thái Văn Tịnh, hai diễn viên chính trong Vật Trong Tay. Vật Trong Tay vừa tung ra những tập đầu đã làm cho các diễn đàn trên mạng xã hội muốn nổ tung. Và đương nhiên, bộ phim Vật Trong Tay đã mang tên tuổi của nam chính Bành Quán Anh nâng lên thêm một bậc và được nhiều người biết đến hơn. Với sự công phá màn ảnh của Vật Trong Tay, tên mới là Dưới Ánh Mặt Trời, cái tên Bành Quán Anh cũng đã thu hút được đông đảo sự chú ý từ phía khán giả. Một phần vì bản thân vai diễn này quả thật vô cùng đặc sắc, một phần là do khả năng diễn xuất của nam diễn viên đã vượt xa sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Vậy nên, Bành Quán Anh liền được khán giả nhớ mặt đặt tên. Thế nhưng, nam diễn viên sinh năm 1986 không phải dễ dàng mà có được ngày hôm nay. Hãy cùng nhìn lại khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật của Bành Quán Anh. Vuốt sáng bằng vai Trà Nam, sắp sửa đóng Đàm Mị ở tuổi 34. Trong những bộ phim truyền hình trước đó, hầu như không mấy ai chú ý đến hình bóng của Bành Quán Anh trong mảng phim ảnh. Tuy anh đã đóng qua không ít phim truyền hình, nhưng nếu tính theo năm ra mắt thì Bành Quán Anh đã làm việc trong mảng phim ảnh được 9 năm và có thể tính là bậc tiền bối. Nhưng đáng tiếc rằng, nam diễn viên luôn dính phải lời nguyền phim nổi nhưng bản thân không nổi. Tài nguyên phim ảnh từ lúc ra mắt đã rất tốt, hầu như đều đảm nhận vai nam chính trong nhiều bộ phim truyền hình. Phim anh đóng đều rất nổi tiếng và đến nhiều nơi, thậm chí nhiều bạn diễn vai phụ cũng trở nên nổi tiếng. Nhưng chỉ có Bành Quán Anh giữ mãi trạng thái không nổi không chìm. Sự nghiệp diễn xuất của Bành Quán Anh bắt đầu từ năm 2007, khi anh vẫn còn đang học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Lúc đó, nam diễn viên đã tham gia vào phim ngắn Lốc Xoáy và bất ngờ giành được giải thưởng diễn viên phim ngắn xuất sắc nhất. Sau đó, Bành Quán Anh đóng vai chính trong các bộ phim như Thời Đại Hôn Nhân Công Khai 2011, Bởi Vì Tình Yêu Là Điều Tuyệt Vời Nhất 2013, Hương Vị Cuộc Sống 2013, Lăng Lăng Vương Phi 2016. Các bộ phim này đều đạt được tỷ suất người xem cao nhất trong nước, thế nhưng chúng cũng không thể giúp tên tuổi của Bành Quán Anh được biết đến rộng rãi. Nếu để trả lời cho câu hỏi vì sao ở thời điểm đó nam diễn viên lại kém nổi tiếng như vậy, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là thiếu may mắn mà thôi. Bởi lẽ xét về ngoại hình, Bành Quán Anh hoàn toàn được xếp vào hàng nam thần showbiz với chiều cao khủng 1m92 và khuôn mặt góc cạnh nam tính. Xét về năng lực, Bành Quán Anh từng nhận vô số lời khen về khả năng diễn xuất của mình. Anh được đánh giá là có khả năng nhập vai tốt, lối diễn xuất đa dạng và không hề bị đóng khung vai diễn. Vậy nên, lý do duy nhất khiến Bành Quán Anh mãi vẫn dậm chân tại chỗ chỉ có thể là do thời chưa đến. Phải đến khi Bành Quán Anh trở lại với khán giả qua bộ phim Vật Trong Tay, Dưới Ánh Mặt Trời, nam diễn viên mới thực sự bùng nổ. Hiếm hoi lắm, fan hâm mộ của phim truyền Hoa ngữ mới nhìn thấy một nhân vật đặc sắc như Phong Tiêu Thanh, tàn bạo, độc ác, đặc biệt là vô cùng biến thái với những thủ đoạn đối với nữ chính mà không ai có thể ngờ tới được. Tưởng rằng một nhân vật như này sẽ làm khó được Bành Quán Anh, ấy vậy mà nam diễn viên lại đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từng cử chỉ, ánh mắt của nam diễn viên đều khiến cho người xem phải rợn tóc gáy. Nhiều người đặt niềm tin vào Vật Trong Tay sẽ là đòn bẩy giúp Bành Quán Anh tiến xa hơn trong sự nghiệp tương lai. Sắp tới, Bành Quán Anh sẽ có cú chuyển pha tiếp theo trong sự nghiệp bằng một dự án Đàm Mỹ. Anh chàng sẽ hợp tác cùng Thánh Hai Trương Vũ Kiếm trong phim Ở Trong Bóng Tối. Lễ khai máy của phim đã được tổ chức vào ngày 7 tháng 12 vừa qua. Xét về ngoại hình, Bành Quán Anh cao 1m92 và có thể nói là nghệ sĩ có chiều cao khủng trong giới giải trí. Gương mặt ưa nhìn và không có mấy đặc điểm thịnh hành, môi đỏ răng trắng như tiểu thịt tươi bây giờ. Nam diễn viên không chỉ sở hữu ngũ quan tuấn lãng mà trên người còn phản phất hương vị của một người đàn ông trưởng thành. Ngoài ra, Bành Quán Anh còn có cậu bạn thân trong giới giải trí là Chu Nhất Long và hai người họ đều là những diễn viên có tài hoa nhưng thiếu hụt cơ hội. Ví dụ như Chu Nhất Long, anh nhờ vào bộ phim Trấn Hồn nên được nhiều dân mạng biết đến thì tin chắc rằng Vật Trong Tay sẽ là bộ phim chuyển đổi vận mệnh của Bành Quán Anh. Vật Trong Tay được chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng. Bản thân của tiểu thuyết đã có nhiều người hâm mộ, nên tin chắc sẽ có một lượng khán giả đang chờ đợi để xem phim. Hơn nữa, hình tượng của Bành Quán Anh trong phim rất phù hợp với hình ảnh của nam chính, nên nhiều độc giả đều cảm thấy ổn khi cho Bành Quán Anh đảm nhận vai diễn Phó Thận Hành. Đồng thời, hành động yêu thích và quan tâm của cư dân mạng đã giúp cho độ phủ sóng của Bành Quán Anh nâng cao hơn và được nhiều người biết đến hơn. Đời tư, tin đồn hẹn hò với Trương Hàm Vận. Trước khi bộ phim Lăng Lăng Vương Phi chính thức được khởi chiếu, thì cái tên Bành Quán Anh và Trương Hàm Vận vẫn chưa được nhiều khán giả Việt Nam biết đến, mặc dù họ vẫn tham gia nhiều bộ phim truyền hình. Bộ phim đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cặp đôi diễn viên này. Thậm chí, Trương Hàm Vận còn được giới chuyên môn đánh giá cao và dự đoán trong thời gian tới,
cô rất có khả năng vươn tới danh hiệu tiểu hoa đáng như đàn chị Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch. Còn nam diễn viên Bành Quán Anh, với chiều cao khủng 1m92 cùng khuôn mặt điển trai, hiện cũng đang là lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn cho những vai chính soái ca, lạnh lùng và lịch lãm. Trong bộ phim Lăng Lăng Vương Phi, Bành Quán Anh và Trương Hàm Vận vào vai một đôi, chồng hờ vợ tạm, nhưng cuối cùng chàng đã không cưỡng lại được sự hồn nhiên trong sáng và vẻ đẹp thánh thiện của nàng. Nàng cũng dần dần nảy sinh tình cảm với người chồng hữu danh vô thực. Bộ phim là một chuyện tình đẹp nhưng có kết thúc buồn, khiến một bộ phận không nhỏ khán giả hụt hẫng và nuối tiếc. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, fan hâm mộ lại xôn xao trước tin đồn cặp đôi đang hẹn hò ngoài đời thực. Việc tiếp nối mối tình còn dang dở giữa Vũ Văn Ung và Nguyên Thanh Tỏa trong bộ phim Lăng Lăng Vương Phi là niềm mong đợi của nhiều khán giả khi xem xong bộ phim này. Nhiều phóng viên đã bắt gặp cặp đôi tay trong tay đi mua sắm trên phố. Mặc dù ngụy trang rất kỹ nhưng chiều cao khủng của Bành Quán Anh thì không tài nào che giấu được. Phóng viên còn bắt gặp nam diễn viên thường xuyên xuất hiện tại nhà riêng của Trương Hàm Vận. Nhiều nguồn tin cho biết, hai diễn viên đã yêu nhau sau bộ phim Lăng Lăng Vương Phi. Bộ phim này khởi quay và đóng máy trong năm 2014. Nếu tính tới thời điểm này, thì Bành Quán Anh và Trương Hàm Vận đã yêu nhau gần được 3 năm. Trước đó, cặp đôi cũng đã từng hợp tác với nhau trong bộ phim Vì Tình Yêu Còn Nhiều Điều Tốt Đẹp. Tuy nhiên, chỉ đóng trong tuyến vai phụ nên vẫn chưa được nhiều người chú ý đến. Sau mà kết hợp trong bộ phim Lăng Lăng Vương Phi, Bành Quán Anh và Trương Hàm Vận không chỉ dính phải tin đồn hẹn hò mà còn sống chung với nhau và đã đăng ký kết hôn. Vào năm 2016, cư dân mạng đào ra được ảnh chụp Bành Quán Anh và Trương Hàm Vận ở một tiểu khu, ra ngoài lấy đồ ăn được giao đến. Tin đồn này khiến cho fan hâm mộ của cặp đôi mừng như mở cờ trong bụng. Mọi người đều hy vọng cặp đôi sẽ viết lên một chuyện tình đẹp ở ngoài đời thật cho đến khi chính Trương Hàm Vận lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Cô đã khẳng định tình trạng quan hệ của mình là độc thân chưa kết hôn. Có thể thấy, Bành Quán Anh là một diễn viên có đời tư khá sạch, dù đã lăn lộn trong nghề hơn một thập kỷ. Mong rằng, sau màn hóa thân thành đệ nhất trà nam vật trong tay, Bành Quán Anh sẽ vươn mình mạnh mẽ và ghi dấu ấn sâu đậm hơn nữa với khán giả.